Kính thưa quý khán giả, Mậu Lan đang ở trong một trong những cái showroom của Vega TV tọa lạc ngay trên đường Bonsa, góc với đường Brookhurst. Và cái showroom này đó là có 4 chiếc ghế tất cả, thì 3 chiếc ghế là được các em đang còn ngồi, nhưng mà anh Tim Nguyễn của Vega TV đã bế một em bé lên, tại vì em bé nhất định không chịu xuống. Cái ghế này là cái ghế mà 4S Pro phải không anh Tim? Cái ghế này là cái Osaki 4D Pro Natural Scan Technology 4D Osaki Japan 100% hoàn toàn là làm tại Japan. It's called a 4D Premium Massage Chair. Cái chữ Premium là cái chữ cao cấp, hạng cao cấp là Premium 4D Massage Chair tại công ty The Battery. Thì nó bớt ra toàn thân từ cái cổ ngay từ cái đế bằng chân của mình, bớt cái tay của mình, mà nó True Scan Technology là trước khi nó bớt giống như mình cao thấp nó biết sao cái technology, nó scan xong đàng hoàng, nó biết chính xác cái lưng mình sao, cái GPS của mình sao, cái lưng sao, scan xong vô cái memory rồi nó bớt chính xác theo cái cơ thể. Thí dụ thêm thì cao, nhưng mà thí dụ giống như cái người nào mà không có cao là thấp chút xíu thì vẫn vô nó bóp chính xác luôn, nghĩa là chính xác vô cái cổ, chính xác vô cái shoulder, chính xác vô cái lưng, cái lower back, cái everything, mà cái bàn chân mà nó có stretching đầy đủ hết luôn, mà gọn, không có chiếm chỗ nhiều. Giống như chị mọi người thấy cái phòng này thì không có lớn gì mấy, not very big room, nhưng mà có thể chứa được 4 cái ghế 4D Japan, because nó gọn mà nó rất là an toàn. Hàng gì á, giống như nít á mà ngồi lên mà bấm á, nó không có scan được á, nó dưới cái cân mà khoảng 60 pound á thì nó không có scan được, thì nó không có massage. Nó nghĩa là mình nít lên on á mà mình bấm on á, nó cũng có massage, nhưng mà thí dụ mình hơn 60 pound á, nó scan được cái cơ thể mình xong, cái scan cái lưng của mình xong, scan cái body xong, thì nó mới massage chính xác cho cái cơ thể của mỗi người ngồi lên cái massage, mà có thể từ giống như là 60-70 pound mà lên tới 250 pound cũng được, không sao. Có thể support tới cỡ 280 pound cũng không sao. Thì cái 4D Japan nó hay cái á, là cái true, thứ nhất á, là cái true scan technology, phải ngồi lên đàng hoàng, nó scan chính xác vô cái hệ thống mà GPS scan trong cái computer của cái ghế, rồi sau khi đó là nó measure đàng hoàng, xong rồi nó mới massage chính xác cho cái cơ thể của mỗi người. Yeah. Và đó là cái lý do tại sao mà thưa với quý khán giả, trước khi mà anh Tim Nguyễn lên đây bế CJ đó, thì là TJ là bé trai mặc áo đỏ này đó đã ngồi lên cái ghế này, và em bắt đầu bấm, nó dễ đến cái độ mà một đứa con nít cũng biết bấm. Và bây giờ thì là TJ đang ngồi bên cạnh anh Tim, cái ghế khác một chút xíu, nhưng mà Mậu Lan được biết rằng cái ghế mà 4D Japan, Made in Japan này đó, người ta rất là thích Việt Nam, rất là thích, phải không anh? Tại vì người Việt của chúng ta, người nhỏ nhỏ mà khi mà ngồi cái ghế này thì rất là vừa vặn, phải không ạ? Đúng rồi, không phải mà nó vừa vặn không, mà nó ôm theo cái cơ thể. Thí dụ em cao nó cũng ôm theo, mà thí dụ mình nhỏ con chút xíu, mình thấp chút xíu, nó vẫn ôm theo cái cơ thể mình. Mà cái bàn chân của mình á, là nó tự, nó không có được, nó tự adjust. Hèn gì á, thí dụ mình đẩy lên á thì nó tự adjust luôn, nó không có bị mà giống như mình dài quá hay không, hay nó vừa nó cũng có cái stretching mode nữa mà, phong anh Tim, nó có cái stretching mode nữa, nó kéo chân ra, kéo hết cơ thể, và có decompression mode, có GPS scanning, mà cái roller của nó là cái roller đặc biệt nữa, cái special roller đặc biệt đó. Nó dùng nó không có bị nội thương, nghĩa là rất là an toàn. Thì dù lớn tuổi cái trường xương thì nó hơi giòn đó, thì nhiều khi mình sợ, thì cái này ngồi lên cái ghế 4D Japan đó, thì rất là an toàn, không có sợ cái điều đó, mà cái tốt cho sức khỏe nữa. Và quý vị cũng thấy là cái ghế mà Osaki Made in Japan này đó, nó khác với lại những cái ghế khác, đó là cái tay á, quý vị để lên, quý vị không cần phải đút vô, thành ra tại vì có nhiều khi đó mình lớn tuổi đó, mà nhiều khi mình đút vô đó, có nhiều quý vị đó rất là ngại, thành ra đây là cái ghế quý vị chỉ để cái tay lên một cái là nó sẽ bóp cái tay cho quý vị, và đặc biệt là cái ót của quý vị cũng sẽ được bóp. Và với cái giá rất là phải chăng, quý vị có thể nói là đã nghe Tim Nguyễn và Mộng Lan giới thiệu quý vị đến với Vega TV, chắc chắn là khi quý vị mua, quý vị sẽ có những cái món quà, có chương trình trả góp đặc biệt cho quý khán giả chứ không anh? Dạ vâng, hiện tại bây giờ công ty điện tử Vega TV có cái chương trình trả góp rất là nhẹ nhàng. Thí dụ mà trả mà trong tới 36 tháng không đau không tiền lời, hay 24 tháng, giống như cái giá bình thường thì có chỗ nó để giá bình thường là tới 14.995, nhưng mà thêm Nguyễn với công ty điện tử Vega TV thì cái giá trên mạng nó sale là còn 9.995. Thí dụ quý vị mà lên cái Costco website hay cái Osaki Japan website thì nó để là 9.995.
5, nhưng mà tại tiệm thì Thiên Nguyễn đang sale xuống còn 5.995. Mà đặc biệt cho cái New Year sale thì cái New Year sale nó hết hạn chỉ cho trong vòng tới khoảng 1-2 tuần nữa thôi, nghĩa là tới cuối tháng này là sẽ hết hạn, cuối tháng 2 là sẽ hết hạn, mà xuống chỉ còn 4.995. Mà quý khán giả mà nói nghe coi trên đài mà nghe trên video á, chồng Nguyễn Mộng Lan, chồng Mộng Lan và Thiên Nguyễn á, Mộng Lan và Thiên Nguyễn á, thì sẽ có một cái quà quý báu đặc biệt nữa, có thể thêm có một cái selection tới 5 cái món hàng quý giá đặc biệt mà có thể tặng cho quý khách hàng. Thì quý khách hàng có thể lựa trong một cái năm đó, quý khách hàng thích cần thiết cái nào thì lựa cái đó, giống như là cái tivi 40 inch, hay giống như cái foot massage, hay giống như cái nồi cơm điện làm tại Japan, hay nhiều cái món hàng mà đặc biệt, hay giống như cái đầu máy mà karaoke 35.000 bài. Thì quý khách hàng mà mua cái ghế massage mà 4D mà làm tại Japan, thứ nhất là được cái giá đó là hơn 50% off, mà được cái chương trình finance tới 36 tháng, mà được đặc biệt là quà món quà và đặc biệt để mình có thể dùng trong gia đình nữa. Cảm ơn anh Thiên Nguyễn thật nhiều, và số điện thoại miễn phí để quý vị gọi. Và Thiên Nguyễn, khi mà anh nói với lại quý khán giả cái giá đó là trên 50 tiểu bang, và cũng sẽ đưa cái ghế đến rồi lắp ráp miễn phí cho quý vị. Số điện thoại miễn phí là 1-800-617-3697, 1-800-617-3697. Vega TV với cái website là vega-tv.com hay vegamalls.com. Cái máy Osaki 4D Japan rất là dễ xài, chỉ cần turn on off cái power. Thì trong lúc turn on off cái power thì bấm một cái feature đặc biệt của nó, whole body relax. Thêm thì bác thích cái relax, thư giãn, thì nó tự động nó sẽ scan vô. Xong cái scan vô nó sẽ vô cái auto detect là auto scan đó. Nó sẽ scan cái lưng của cơ thể của mỗi người ngồi lại cái ghế thì nó khác nhau. Sau khi nó scan vô đàng hoàng á, nó biết cái GPS vô á, thì nó map vô cái GPS của cái bản đồ trong cái computer, thì mà biết chính xác á, cái cổ mình nằm đâu, cái lưng đâu, cái nguyên á, nó massage theo cái cơ thể của mỗi người nó phân biệt khác nhau. Thì cái đặc biệt của cái 4D Japan Premium Model á, thì cái scan của nó rất là accurate. Thì thường thường cái scan của nó đó thì khoảng 45 giây lận. Sau khi 45 giây thì cái scan complete đó, thì cái 4D Japan Premium Model nó sẽ massage cho mình đặc biệt cho cái cơ thể của mỗi người khác nhau. Kính thưa quý khán giả, bên tay trái Mộng Lan đây là TJ đứng ở trên cái máy Dr. Fuji Cyber Body Slimmer. Và bên tay phải Mộng Lan đây là anh Tim cũng đứng trên một cái máy đó. Nhưng mà nếu Mộng Lan nhớ không lầm, mấy tháng trước Mộng Lan đến á, TJ ú ù lắm. Mà bây giờ đó là TJ đứng lên cái máy này là đòi crazy, là đòi 18 phút, tức là TJ đứng mỗi ngày phải không Tim? Xong Lan thấy TJ có vẻ như slim down á. Thật sự mỗi ngày đã đứng 18 phút chắc không nổi đâu, chỉ có mình TJ đứng nổi. Gặp Tim á, mỗi ngày Tim đứng 3 phút là Tim thấy cũng quải lắm rồi. Nhưng mà thật sự mỗi ngày mình không cần phải đứng nhiều, mỗi ngày mình chỉ exercise khoảng từ mới đầu mình bắt đầu khoảng 3 phút, cái mình lên từ 6 phút, 9 phút, 12 phút. Yeah, thì cái burn nó calorie á, mỗi phút á, nó burn cũng khoảng cả 100 calorie mỗi phút á. Hèn gì á, thí dụ mà mình đứng 12 phút là nó burn cũng khoảng 1000 calorie á. Maybe, but từ cái idea là everyday exercise chỉ khoảng 5 phút thôi, that's all. Tim nói đúng á, Mộng Lan đứng lên đây đó mà TJ bấm mà crazy đó là Mộng Lan thấy cả người nó nóng rang lên hết luôn á, mà tất cả những cái mỡ nó lắc lư rung rinh. Mộng Lan nghĩ là không có mỡ nào mà nó có thể mà bám lên người mình nổi, nếu mà mình đứng mà một ngày 18 phút. TJ con nói đi con. Tức là nó rung đến cái độ mà như vậy á. Nó thưa quý khán giả là đây là lần đầu tiên Lan đứng lên cái máy này đó, nó rung mà nó nóng hết cả những cái bắp thịt trong người luôn đó. Những cái bắp thịt nó rung giống như nó sắp sửa rời khỏi cái chân mình luôn á Tim. Yeah, không, cái effect của nó hay lắm. Cái máy design của Dr. Fuji, they call it the Cyber Super Cyber Slim. Mấy cái chỗ mà thẩm mỹ viện á, nó mua cái máy này rất là nhiều. Tại không phải là thẩm mỹ viện không mà phải dùng cái máy này, phải dùng cái hệ thống nó mỗi ngày, everyday 5 phút, 10 phút là giống như mình đi bộ á, khoảng 45 phút gì đó. Hèn gì á, nó save được cái nhiều cái thời gian lắm, nó save được rất là nhiều cái thời gian mà nó rất là effective. Thì nghĩ xài á liên tiếp khoảng 90 ngày thôi là you will see results. Đúng rồi, và chỉ nhiên là bất cứ cái chuyện gì cũng vậy, không phải là chỉ đứng trên cái máy này mà chúng ta ốm rồi sau đó chúng ta cứ ăn thải vàng, chúng ta cũng phải khem nữa. Thành ra là sống khỏe mạnh là ăn uống đúng cách và tập thể dục, và nếu mà có cái Dr. Fuji Cyber Body Slimmer này thì là số 1. Mẫu Lan thấy cái máy này có vẻ mạnh hơn là cái máy mà Tim đang đứng không Tim?
Đúng rồi, cái máy Dr. Fuji mà Cyber Slim mà cái FJ model này là cái FJ 99 top of line của Dr. Fuji, thì cái đó thì nó mạnh hơn, nó có cái quay cầm. Nhưng mà sau khi một thời gian á mình xài á, mình có thể mình thích rồi đó, mình sẽ mua thêm một cái thứ hai. Thì thường thường á là cái này để cái máy lớn này á thì mình để ở nhà, còn cái máy nhỏ này á thì mình có thể move vòng được, mình đi vacation với nó được, mình có thể bỏ văn phòng được, anytime có thể mang ra gọn. Mà cái effective result đó thì nó cũng y chang như cái này, nhưng mà thay vì nó mạnh hơn thì nó nhẹ hơn chút xíu, but cái effective result is the same thing. Trời ơi TJ, không, một Lan muốn Đỗ Minh Dũng quay gần mặt, cái mặt của TJ nó rung rin luôn hết trơn. Đây bây giờ chú Dũng quay con nha, con nhìn vô trong máy này để cho chú Dũng quay con nha, con cầm cái nhìn đây này, đây là cái mode gọi là crazy mode đó. This crazy mode, yeah. Kính thưa quý khán giả, quý vị có thể đến với Vega TV để mà ngồi trên những cái ghế medical massage chair cũng như là đứng ở trên cái Dr. Fuji Body Slimmer, Cyber Body Slimmer này để quý vị thấy được cái công dụng của nó. Và cái số điện thoại miễn phí để quý vị có thể gọi đó là 1-800-617-3697. 1-800-617-3697.